Dạ, em xin chào các anh chị đam mê sưu tầm đồ xưa đồ cổ. Hôm nay là ngày 18 tháng 4, cũng nhằm ngày mùng 10 tháng 3. Em xin chúc các anh chị có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình các anh chị. Món đầu tiên em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái ấm trà Long Phụng các anh chị. Ấm trà Long Phụng, màu của nó là đọc sắc màu màu vàng cát các anh chị. Đây một cái ấm trà gốm lái thiêu xưa. Cái nắp này các anh chị. Cái cốt của nó ở phía trong ha, cái cốt rất là già các anh chị. Đây. Cái này tích của nó là Long Phụng, ở dưới đây là đắp nổi à. Đắp nổi con phụng à, con chim phụng. Ở trên đây là một con rồng. Ấm trà Long Phụng tích rất là hay các anh chị. Phía trong đây. Đây là cái vòi rót nước ra. Bên đây cũng vậy ha. Người ta đắp hai mặt Long Phụng cốt đây các anh chị. Cái ấm này tình trạng là làm đẹp mà các anh chị. Dung tích của nó là khoảng 3 lít nước đó các anh chị, khoảng 3 lít. Chiều cao là 33, chiều ngang như vậy là 24. Em xin giao lưu cái ấm trà này với giá là 1 triệu 2 bao ship và các anh chị. Tình trạng là làm đẹp hết, 1 triệu 2 bao ship. Ấm trà cũng rất là to các anh chị. To, dày, nặng. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp hũ trà. Một cặp hũ trà gốm này là gốm Bát Tràng ha các anh chị. Đồ Bát Tràng xuất khẩu. Ở phía dưới đây là Bát Tràng Việt Nam ha, có mộc Bát Tràng Việt Nam, đồ này là đồ xuất khẩu qua nước ngoài ha. Đây. Vẽ tích của nó là sơn thủy. Hũ trà vuông. Em có được một cặp ha, tình trạng là làm đẹp hết. Bên đây là đây các anh chị, tình trạng làm đẹp hết. Cái này đựng khoảng 500 gram trà các anh chị. Tình trạng của hũ là làm đẹp hết. Chiều cao của hũ là 14 cm, chiều ngang như vậy là 8 cm. Cặp hũ trà này em xin giao lưu với giá là 600 ngàn bao ship các anh chị ha. Tình trạng là làm đẹp hết. Đây một cặp hũ trà gốm Bát Tràng xuất khẩu. Tiếp theo em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái chén, đồ này là đồ tàu xưa các anh chị, men của nó là men nâu. Đây, men của nó là men nâu, một cái bát đọc sắt ha. Men nâu. Đây. Đồ nó đơn giản các anh chị, không có hoa văn gì hết ha. Đường kính là 11,2, đường kính 11,2. Chén này lành đẹp hết ha các anh chị, không có tình trạng gì hết ha. Nó hơi bị nó không có được tròn quay ha. Nó hơi bị méo chút xíu à. Đây. Cái chén này em xin giao lưu 500 ngàn bao ship các anh chị ha. Tình trạng là lành đẹp hết. Món thứ tư em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái trò gốm lái thiêu xưa ha. Một cái trò gốm lái thiêu xưa men lam. Ở phía trong là tích hoa. Đây, một cái trò đựng hạt dưa ha. Còn đựng trái cây thì nó hơi nhỏ. Đây cái chôm đây các anh chị, một cái trò lái thiêu xưa ha. Men lam. Tình trạng là lành đẹp. Không, lành 98% các anh chị, ở đây nó có vẫy nè. Đây ở đây nó có vẫy vẫy miệng một tí ha. Đường kính là 14 cm, chiều cao là 7,5. Em xin giao lưu cái trò này 650 ngàn bao ship các anh chị ha. Tình trạng là lành đẹp 98%. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bát tàu. Đây em mới mua được một cái bát tàu ha. Cái này bát lỡ đó, các anh chị. Nó cũng không có nhỏ như cái chén ăn cơm mà cũng không có quá to như giống như cái bát canh ha. Cái này cái bát lỡ đi, kêu là cái bát lỡ. Tích của nó là long mã ha các anh chị. Tích là long mã. Đây tích hay lắm các anh chị. Con này là con ngựa hóa con rồng á các anh chị. Mình là mình con ngựa mà đầu là đầu con rồng ha. Tích là long mã. Con này là long mã, con long mã. Đây. Còn cái này là con rồng ha. Đây. Ở dưới là mộc Khánh Xuân ha, mộc vuông Khánh Xuân. Đồ này đồ tàu xưa ha các anh chị.
đồ tàu xưa khoảng 80-90 năm thôi. Cái bát này á các anh chị, tình trạng là nó không có bị âm tóc gì hết, nhưng mà nó bị méo à. Nó bị méo lắm. Nó bị méo, nó méo xẹo luôn nè các anh chị. Đó, đáng lý là nó hình tròn mà cái này là nó bóp vô hình như là hình thoi á, gần như là hình thoi, nó hơi méo. Nó không có được tròn quay như đồ bây giờ ha. Tích là lông mã, tích hai mọc là mọc cánh xuân ha. Cốt của nó cốt mỏng lắm rồi các anh chị. Đường kính là, đường kính em đo như vậy là 13,7. 13,7 em đo ngang lại như vậy còn có 12,8 rồi các anh chị. 12,8 hình như là trên lệch nhau là khoảng 1 sen đó các anh chị. Gần 1 sen. Đây. Em xin giao lưu cái bát này 900.000 bao ship các anh chị ha. Vì nó hơi bị méo, nó hơi bị méo nên thôi em bán, em bán rẻ ha. Đây. Dạ rồi, em xuống cái này. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một con gà bằng gốm, gốm biên hòa cũ thôi các anh chị, gốm biên hòa cũ thôi. Chiều cao là 28, chiều ngang là 20. Các anh chị nào mà tuổi gà mua về chân phong thủy cũng rất là tốt ha. Coi đây, con gà đứng trên một đống vàng ha các anh chị. Con gà đứng trên một đống vàng. Chôn đây các anh chị. Em xin giao lưu con gà này 550.000 bao ship các anh chị ha. Tình trạng là lành đẹp hết. Chân ở nhà cũng hay hay ha các anh chị. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị, cái này nó nặng quá. Xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bát hương. Đây, một cái bát hương tàu ha. Em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bát hương tàu vuông. Men của nó là độc sắc màu nâu các anh chị, men nâu. Ở phía trong đây, ở phía trong đây ha, phía trong đây là chám men luôn. Em mà em cái này là bát hương á các anh chị, mà không biết sao người ta làm cái lỗ nữa. Người ta làm cái lỗ trong đây nè. Có gì về các anh chị ấy miếng xi măng các anh chị chám vô ha. Đây, đồ này là đồ vuốt tay ha các anh chị. Đồ vuốt tay. Tự nhiên nó có cái lỗ quá trời. Bát hương, bát nhang mà. Đây. Tình trạng là lành đẹp hết ha các anh chị. Chiều cao đến cái quai các anh chị, đến cái quai bên đây là 28,5. Còn đến cái lư thôi là 23,5. Đường kính là 13 cm. Em xin giao lưu cái bát hương tàu này với giá là 1,6 triệu bao ship các anh chị ha. 1,6 triệu bao ship. Tình trạng là lành đẹp hết ha. Nặng lắm rồi các anh chị. Cốt dày nặng. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp chân đèn bằng đồng ha. Một cặp chân đèn bằng đồng xưa. Đồ này đồ mini thôi ha các anh chị. Đồ mini. Cái cặp đèn này, cái chân nó vuông. Chiều cao có 7,5 à. Chiều cao là 7,5 ha các anh chị. Tình trạng em thấy là lành đẹp hết. Cái này là còn dính nến của người ta xài ha. Của chủ nhà người ta xài ha. Cặp chân đèn này em xin giao lưu là 500.000 bao ship các anh chị ha. Tình trạng là làm đẹp hết. Về các anh chị cạo mấy cái đèn cày này ra ha, để xài bình thường. Tiếp đến một cái chung bằng đồng đó các anh chị. Một cái chung bằng đồng. Đây. Cái chung này nó dày lắm ha các anh chị. Ở phía trong đây là dày mo luôn ha. Một cái chung bằng đồng. Đồ này cũng đồ đồng xưa các anh chị. Đây, hình như chủ nhà người ta có đánh bóng ở phía ngoài này rồi nè. Nên nó sáng, còn ở phía trong đây thì nó tối, nó hơi tối. Còn chỗ này hình như nó hơi lên ten xanh, nó lên ten xanh ha. Cái chung này chiều cao là 5,5. Em xin giao lưu là 600.000 bao ship. Tình trạng là lành đẹp ha, đồng dày lắm ha, không bị gì hết. Đây là nó dính giấy, đó. Tiếp đến một cái ống đồng nữa, một cái ống đạn nữa. Cái này là ống đạn 40 ly. Cái này là một cái ống đạn 40 ly ha các anh chị. Đây. Cái này là đồ nguyên zin luôn ha. Là những cái ống đạn này ngày xưa, những cái ống đạn mà 105 ly thì thường người ta chế tác thành những cái bình bông ha.
Còn cái này là đồ nguyên zin ha. Chiều cao là 31 cm. Em không có người ta chưa có làm gì hết ha. Chiều cao là 31 cm. Em xin giao lưu cái ống đạn này 1 triệu bao ship các anh chị ha. Em xin giao lưu với giá là 1 triệu bao ship. Về các anh chị có thể để nguyên dị chân cũng được, hoặc là về mình chế tác lại thành những cái bình bông ha. Những cái bình bông nhỏ. Đây. Xuống cái này. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái này gọi là một cái bình đi ha các anh chị, một cái bình chữ thọ. Đây, cái này là chữ thọ, bên đây là mây ha. Đồ này đồ biên hòa xưa ha. Chôn đây. Tình trạng của nó là em thấy nó có lỗi lò, bên đây nó lỗi lò ha. Còn bên đây nó lỗi nè, nó cũng lỗi lò nè. Mà bên đây nó hơi nặng hơn tí là nứt ra ha. Nó lỗi lò như vậy. Đây. Em bán thanh lý ha các anh chị. Cái này bị lỗi lò, em bán thanh lý 300.000 bao ship. Đây tình trạng là nó có lỗi lò. Tiếp đến. Em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái chung tàu ha. Cái chung này á các anh chị thì nó là đồ tàu cũ thôi, đồ gian tay Trung Quốc, hoặc các anh chị tư duy là đồ mới cũng được. Nhưng mà chủ yếu là cái tích của nó ha. Cái tích của nó hay, tích của nó là bát tiên. Đây những cái chung này em hiếm thấy có tích bát tiên lắm. Cái này là em chỉ có một cái chung duy nhất là tích bát tiên thôi. Ở phía dưới là nó có mộc ha. Mua là mua cái tích của nó các anh chị. Đường kính là 6 cm. Chiều cao là 4 cm. Đây em xin giao lưu cái chung 300.000 bao ship các anh chị ha. Tình trạng là lành đẹp hết. Đây tích nó hay ha. Tích là tích bát tiên. Đây người ta vẽ cũng rất là sắc sảo ha các anh chị. Đây em xuống cái này. Tiếp đến cũng xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp chung đó. Một cặp chung ống trúc gốm biên hòa. Cái này là nó đã chỗ đồng chỗ bạc nhiều quá các anh chị. Tình trạng là làm đẹp. Đường kính của chung là 5,8. Chiều cao là 4,5. Em xin giao lưu cặp chung này 500.000 bao ship các anh chị ha. Tình trạng là làm đẹp hết. Tiếp đến xin giao lưu cùng các anh chị là một cái món đồ đào ha. Đây một cái món đồ đào, một cái chum gốm là gốm tàu. Cái này cái tích nó hay lắm nè các anh chị. Đây ở đây là cái cổng thành ha. Ở trên đây là cũng là cái cổng thành ha. Những cái thời vua chúa ngày xưa người ta làm ra để người ta kỷ niệm ha. Đây cái này là cái chum. Còn xung quanh bên những cái góc này 8 người các anh chị, xung quanh 4 cái góc này là có tượng là 8 người ha. Nhưng mà ở chỗ này là nó mất hết một người rồi các anh chị ơi. Nó mất hết một người rồi, đồ cổ mà các anh chị, đồ xưa đồ cổ nó không bị này cũng bị kia. Đây, cái cốt ở đây các anh chị nó mất hết một người ha. Nó bị mất hết một người. Còn những bên đây là còn lành ha. Còn lành. Đây. Nói chung tình trạng của nó là nó chỉ bị mắc một người như vậy thôi ha. Còn lại là làm đẹp hết, không bị âm, không bị tóc gì hết. Chiều cao là 31 cm. Đây em xin giao lưu cái chum này. Cái bình hoặc là cái chum ha. Em xin giao lưu với giá là 1 triệu 9 bao ship các anh chị ha. 1 triệu 9 bao ship vì nó thiếu mất một mảnh là các anh chị. 1 triệu 9 bao ship. Còn chưa? Còn một món nữa các anh chị ơi. Món cuối cùng em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bộ khay trà, một cái bộ khay bình trà. Gốm lái thiêu ha, gốm lái thiêu. Tích của nó là tích bông đào các anh chị. Tích bông đào. Cái này là vô bộ vô cơm lê ha. Đây, em giới thiệu từng món. Trước tiên là cái bình trà ha. Bình trà tình trạng là lành đẹp ha các anh chị. Cái này dung tích khoảng 1 lít à. Đây. Bình trà tình trạng là lành đẹp. Nhìn xuống. Còn những cái chung, còn những xa, em có 6 cái chung là nó có bị tình trạng nhẹ ha, nhầm cái nó bị tóc ha, nhầm cái nó bị tóc gió. Còn cái này thì nó lành đẹp nè các anh chị. Còn cái này nó lành đẹp ha. Cái này nó bị tóc ha.
tới hai cái chung này. Cái này nó cũng bị tóc luôn á các anh chị, nó bị tóc gió. Những cái đồ này cốt nó cũng hơi mỏng á các anh chị, nên nó có tình trạng tí. Đây còn cái này là tóc mờ, tóc rất là mờ. Cái này gần như là lạnh á. Hai cái chung này nữa. Cái chung này thì cái này là lỗi lò. Cái vết này là vết lỗi lò, nó không có bị tóc ha. Vết lỗi lò. Đây. Đó, vết lỗi lò. Còn cái này thì nó cũng lành đẹp luôn các anh chị ơi. Nói chung là chung nó có tình trạng nhẹ đi, là nó có bị tóc nhẹ ha. Còn bình trà thì lành đẹp. Và cái khay nó cũng lành đẹp luôn các anh chị. Đây, cái khay. Cái chỗ này là nó dính cát á các anh chị. Ngày xưa khi mà người ta làm á, người ta sơ ý làm dính cát ha. Nó dính cát vào. Đây. Cái khay này. Khay này các anh chị. Đó. Không bị âm tóc gì hết ha. Chỗ này là nó bị vẫy nhẹ các anh chị, nó bị vẫy nhẹ phía trong. Vẫy nhẹ rất là nhẹ thôi, ở phía trong mặt trong. Chôn đây các anh chị. Đây. Nói chung cái bộ này tình trạng rất là nhẹ các anh chị, chỉ có mấy cái chung là nó bị tóc nhẹ thôi, nó bị tóc gió nhẹ thôi. Còn ngoài ra là cái khay trà lành, cái bình trà lành. Đây, cái bộ trà này em xin giao lưu với giá là 3 triệu mốt bao ship các anh chị ha. Gồm một bình trà, 6 cái chung và một cái khay trà. Dạ rồi, em xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi kênh em. Các anh chị có cần món nào hoặc thích món nào cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.